một trong hai chiếc này. Ok, xong. Bây giờ 1199 hay là 13? Là lúc anh về là sẽ có, anh sẽ ngồi một trong hai chiếc này. Ok. Nhưng bây giờ anh đi, anh sẽ đi chiếc này. Ok. Ok. Vậy bây giờ mình lên tàu được chưa? Dạ, anh lên tàu này tầm 10 phút nữa anh sẽ khởi hành ra đảo. Ok. Giờ ngồi đâu cũng được hay sao? Dạ, ngồi đâu cũng được. Ok. Dạ, anh giờ cái vé hồi nãy nó lấy luôn á. Dạ rồi, đúng rồi, nó lấy để nó xót vé của anh là anh ra không cần vé nữa. Ok. Dạ, anh cứ cần cái vé cái này em đưa cho anh á. Dạ. Dạ là ok rồi. Ok. Cái tấm này đó. Thôi anh đi dạ, đúng rồi, anh giữ giúp em. Ok. Okay. Dạ, đảo ở đảo Phú Long.
đi chị. Xe Nam anh ơi. Maybe. Later. Yeah, later. Sao đi 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 anh biết nói tiếng Việt luôn biết. Bây giờ anh đi đâu là em sẽ chở anh đi tham quan đảo để quay phim chụp ảnh rất là đẹp. Về đi bao lâu? Khi nào mà anh cảm thấy mà về là về, đưa anh về. Ok, giờ đi như vậy bao nhiêu? Đi như vậy nữa là 200 ngàn là đi hết luôn con đảo này. Okay. I'm still in Hoi An but decided to take it easy today. I took a 25-minute fast boat to Cù Lao Chàm, or the Cham Island. And this motorbike driver, he wants 250,000 dong to take me around for the day. Ở đây có nhiều cái đặc sắc cũng đẹp lắm. Vâng, lát cho mình đợi tàu cũng đợi ở đây luôn không? Dạ, cái tàu anh mua vé ra về là 1 giờ đúng không? À, 1 giờ. Dạ, đúng rồi. Giờ cái đảo này ở đây người Cham này làm sao? Dạ, hồi đó là người Cham này. Nhưng mà bây giờ người ta bỏ vào trong bình luận hết rồi. Ok. Mình nói chuyện anh nói tiếng Anh được. Dạ không, em nói tiếng Anh. Ok. Thì vậy mình dạ, mời anh vào tham quan một cái giếng cổ. Dạ. Giếng cổ của người Chăm để làm. Dạ. Anh biết đọc, anh biết đọc tiếng Anh không ra anh đọc cái bản này luôn. Ồ chứ. Nó bảo được không? No. Sạch cho con. Okay, so this is well built by the Cham people, but the Cham is no longer here. I think they left. Mấy đứa Cham nó đi vào nhiều trong. Đứa nó dọn đi hết rồi. Yeah, đi hết rồi, không còn ai ở đó. Yeah, so most of the Cham people left the island, but it's still called Cham Island. I guess this is where they get their water. Đừng rác chứ. Đừng rác cái mặt này chóng á. À, it's okay. Lấy mắt không lấy ra nhiều quá. À, dạ. Yeah. Tháo bỏ thế này nhiều quá. Dạ đúng rồi, tàu này là đi đánh bắt cá đây. Còn đây là một cái ao thuyền, khi mùa mưa gió bão những cái tàu thì nó về nơi này để cư trú bão đấy. Yeah. So these are fishing boats. Vậy giống như có mấy đứa mà nó ở qua đêm á. Dạ. Như nó ở đâu á? Homestay. Homestay là mấy cái căn nào? Dạ, như nhà bà chị em cũng có. Dạ, nhà nghỉ luôn. Uh-huh. Dạ. Anh có muốn ở lại đảo này một đêm
có mai về không? Chắc không có, lần này chắc không có đâu. Lần sau. Dạ, ấy là lần này là không có thời gian. Dạ, yeah, tại mình ngầm ở trả phòng rồi đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Well, apparently, there's a lot of water sports if you like to swim, kayak, you know, what have you. Then you can come here, and I think it's a really nice beach, at least. That's what he's saying. We'll see when we get out there. Người ta xuống đây tắm này sao? Dạ, ví dụ như du khách là người ta đi tham quan là tham quan cái bãi này, còn ai mà không đi cùng với cano là thích bơi là xuống đây bơi. À hả? Dạ. Vậy ở đây nó có cái gì? Mấy cái sao nó lifeguard. Lifeguard là có người coi á. À, hay là bảo vệ hả? Yeah. Bảo vệ là cái bãi này là bãi thiên nhiên, còn cái bãi mà bảo vệ nó là ở bên kia anh. Dạ, có người bảo vệ, chập xíu em sẽ đưa anh qua bên kia. Okay. Dạ. Sao mình chỉ nói cho mình biết. So over here there's no lifeguard. I guess if you want lifeguard it has to be on that. You probably can't see it, but it's on the other side. There's lifeguard over there. It's nice, it's quiet. If you want to swim, hey, come down here. And the water's clear. Water looks real, isn't it? Swimmable. Giờ này người ta không sử dụng bao ni lông, nó sợ ô nhiễm môi trường đấy. Oh, so they don't use plastic bag here. That's why there's no no plastic garbage. Ở đây có nhiều người tới bơi. Dạ có, chập xíu tầm khoảng cả 10 giờ được nghe. 10 giờ 11 giờ người ta xuống đây để đi tham quan. Oh, okay. So it does get crowded around 10 o'clock in the morning. And right now it's about I don't know, 9 o'clock. So another hour the place should be. Còn ăn uống từ bên bãi kia. Yeah. The other side. Yeah. Okay. So basically the restaurant and the beaches, at least the supervised beach is on the other side. You probably can't see it. It's a little bit foggy. I can't even see it myself. But we'll go there later. Hello.
I remember catching these. I remember trying to catch these crab. Probably has another way out. Tôi nhớ hồi nhỏ mà đi bắt con kìa. Đúng rồi, con này là con còng đen. Không ăn được không? These are here. I remember catching these. Nice. Is this gonna hold? Yeah, I guess it is.